Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Buổi sáng ngày hôm nay thì có một số cái thông tin liên quan đến một nhân vật mà đã từ rất là lâu rồi Thanh Quyền cũng không có nhắc đến, đó chính là cái cô Đinh Thị Lan. Trên kênh YouTube của cô ấy cách đây khoảng vài giờ đó thì có đăng tải một cái đoạn video clip dài khoảng 5 phút với những cái nội dung trong video clip đó, đó chính là xúc phạm cơ quan chức năng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp, còn sau đó đó chính là tòa án, một trong những người phúc thẩm mà trong một trong những cái vụ kiện mà cô ấy đang tham gia gần đây, là một trong những người mà luôn lên tiếng rằng mình làm ăn rất là lương thiện và không có những cái vấn đề lừa đảo ai. Nhưng mà chúng ta có thể thấy không hiểu vì lý do gì đó, nhưng thật sự lương thiện đó, thì tại sao cái cô Đinh Thị Lan này lại liên tục bị người ta kiện cáo như vậy? Tham gia rất nhiều những cái vụ án khác nhau mà trong đó Đinh Lan là một trong những cái nhân vật chính đó quý vị. Thì chúng ta có thể biết rằng cái mức độ làm ăn lương thiện của cái cô này là như thế nào rồi. Nhưng mà đặc biệt hơn, mà cái điều mà Thanh Quyền muốn chia sẻ ngày hôm nay đó, đó chính là ngoài cái sự việc mà cô ấy xúc phạm cơ quan chức năng, thì cô ấy còn lên tiếng kêu gọi là cộng đồng mạng trong và ngoài nước hãy giúp đỡ, hãy ủng hộ và hãy cứu lấy cô ấy nếu như cô ấy bị 331 và bị công an bắt. Rõ ràng với cái động thái, cái tiêu đề cũng như cái nội dung của video clip này thì cho thấy rằng cô Đinh Lan thừa biết cô ấy là làm cái video clip này đã là xúc phạm cơ quan chức năng và khả năng cao cô này đã dính 331 rồi. Vậy thì tại sao cô này vẫn chấp nhận làm cái điều này? Thì cho chúng ta được thấy cái động thái cơ quan chức năng gần đây khi mà có những cái nghị định, cái công văn ra đời liên quan đến câu chuyện mà những cái luật sư này, đặc biệt là những người am hiểu pháp luật nha, mà vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử rất nặng và cao hơn người bình thường. Cho thấy là cái cô này đó cực kỳ ngoan cố nha cô chú chị. Và khi mà cô ta kêu oan, cô ta cho rằng là cái phiên tòa mà vừa qua đó xử cô ấy là không đúng, và thẩm phán, một vị thẩm phán đó là đã vu khống và xử sai cho cô ấy. Cái điều rất là đơn giản thôi cô chú chị, một người am hiểu pháp luật mà. Thì chúng ta nghĩ một như thế này, đó chính là khi mà một phiên tòa nào mà chúng ta cảm thấy gọi là chúng ta bị oan, không hài lòng, thì chúng ta thứ nhất là có quyền kháng cáo hoặc là kiến nghị lên cái cấp cao hơn để xử lý, chứ không phải là khi mà bị như thế này như kia rồi chúng ta lên trên nền tảng mạng xã hội này chúng ta rêu rao, chúng ta nhục mà chúng ta vu khống hết người này đến người khác, đặc biệt hơn nữa lại là một trong những người mà cơ quan hành pháp, lại thì một người am hiểu pháp luật và còn cố tình vi phạm pháp luật nữa thì bị xử lý như thế nào? Đầu tiên đó, Thanh Quyền xin được mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe lại cái lời mà cô Đinh Lan này đã xúc phạm cơ quan chức năng trong một đoạn clip dài 5 phút nha. Xin mời tất cả cô chú anh chị. Công văn số 04. Đinh Lan xin chào quý vị khán giả xem kênh. Hôm nay Đinh Lan làm cái clip này với chủ đề là nếu Đinh Lan bị công an quận Gò Vấp bắt giam về tội danh 331 thì xin cộng đồng mạng ở Việt Nam và trên toàn thế giới người Việt, chúng ta hãy bảo vệ cho Đinh Lan. Tại vì theo như đó, quý vị nghe rất là kỹ nha, cô ta kêu gọi là cộng đồng mạng trong và ngoài nước hãy đứng lên bảo vệ cho Đinh Lan. Một điều khi mà cô ta dính vào 331 thưa cô chú anh chị, và một khúc nữa thì cô quý vị có thể nghe rất là rõ cô này đã xúc phạm cơ quan chức năng, đặc biệt là bị thẩm phán trong cái phiên tòa vừa rồi mà cô ta đã tham dự nha quý vị. Các bạn được biết rồi là ở quận Gò Vấp thì suốt 7 năm nay, từ năm 2016 cho đến bây giờ thì Đinh Lan đã bị những cái vụ án xảy ra ở phường 3 quận Gò Vấp. Thì lúc đó ông Trà Văn Lào là trưởng công an trưởng công an quận Gò Vấp đã ra một cái quyết định không khởi tố vụ án hình sự bà Nguyễn Thị Hoàng chiếm đoạt tài sản và hủy hoại tài sản của Đinh Lan là trị giá 200 triệu. Thì trong một đoạn công văn số 04 ngày 30 tháng 5 năm 2018, ông Trà Văn Lào có ghi trong một cái đoạn, Đinh Lan thích đọc cái đoạn, trong cái đoạn đó ông Trà Văn Lào ghi rằng do không có chỗ để cho nên những tài sản đó bà Hoàng đã vứt đi hết rồi. Cho nên là xong, cuối cùng kết luận là Đinh Lan chuyển qua bên tòa để yêu cầu đòi bồi thường cái số tiền đó. Thì Đinh Lan theo cái sự phân tích của ông Trà Văn Lào đã nộp đơn lên tòa án nhân dân quận Gò Vấp
Nhưng khi ra phiên tòa quận Gò Vấp á, thì ông thẩm phán Hoàng Hoàng Thế Viễn đã giải quyết vụ án cho Đinh Lan là thua cuộc, bởi vì rằng tất cả những hóa đơn chứng từ thì nằm trong két sắt do bà Hoàng chiếm đoạt suốt 5 năm nay. Bà Hằng chiếm đoạt toàn bộ tài sản, bà Hằng hiện tại bây giờ đang giữ két sắt. Còn trong cái két sắt bà Hoàng có mở ra hay không thì Đinh Lan không có cho đi thẩm định. Tại vì khi thẩm định nó thì ông thẩm phán Hoàng Thế Viễn bảo rằng là nếu như mà còn niêm phong á thì không cần phải kiểm tra trong cái nội dung trong đó coi tài liệu hóa đơn còn không. Còn nếu mà còn niêm phong thì không cần kiểm tra. Còn nếu mà không còn niêm phong á thì lúc đó sẽ xử lý tiếp. Và Đinh Lan bắt Đinh Lan đóng 3 triệu. Đinh Lan bảo rằng như vậy thì không cần phải thẩm định, vì cái mưu mô của bọn này nó sẽ kêu ghi lùi ngày lại và nó dán niêm phong lại. Thì lúc đó quý vị nghe rất là rõ nha. Trong một cái vụ kiện liên quan đến cô Đinh Lan này, một cái nhân vật cô ta cho rằng là bị cái nhân vật kia lừa đảo, gọi là chiếm đoạt tài sản của cô ấy, bỏ vào trong cái két sắt. Nhưng khi mà được cơ quan chức năng yêu cầu gọi là giám định cái két sắt thì cô ta lại không đồng ý, cô ta không cần giám định, và cái vụ án này cô ta đã bị xử thua. Thì cho nên là một điều cô ta lên trên mạng, cô ta rêu rao, cô ta cho rằng là bị thẩm phán là đã xử là không công bằng với cô ấy. Một điều cực kỳ vô lý nha quý vị. Khi người ta yêu cầu thẩm định như thế này như thế kia thì cô này lại không đồng ý, và đến khi mà xử thua thì cô ta lại lên trên mạng chửi bới. Điều này rất là giống với cái tình cảnh của Tỉnh Thất Bồng Lai trong cái thời điểm hiện tại, giống như cái câu chuyện của bà Lê Thu Vân vậy đó cô chú chị. Khi mà các luật sư đó họ nói rằng là bà Lê Thu Vân bị bệnh rất là nặng và yêu cầu đình chỉ vụ án, nhưng mà khi mà cơ quan chức năng vào cuộc để mà yêu cầu là xác minh và thăm khám bà Lê Thu Vân thì các luật sư lại không đồng ý. Họ cho rằng là cái sức khỏe của bà Lê Thu Vân không không có đủ để mà gọi là làm những cái thủ tục như là nội soi nè, rồi siêu âm là chụp X quang, thì cái điều đó cực kỳ vô lý. Thứ hai nữa là khi mà không giám định được thì họ lại nói rằng là khi mà họ gửi kiến nghị là tại sao mà không vào cuộc để mà xử lý, không mà đình chỉ vụ án đi. Cái điều rất đơn giản thôi các chú anh chị, muốn đình chỉ vụ án thì người ta cũng phải giám định như thế này như thế kia, đầy đủ những cái thông tin là bà này có thật sự bệnh tình như vậy hay là không. Đằng này không cho người ta gọi là có thể nói là làm vào cuộc để mà thăm khám xem bà này có bệnh hay không, thì làm sao mà xử lý cái đơn gọi là kiến nghị đình chỉ vụ án được thưa các chú anh chị. Cái vụ của con Đinh Lan này ngày hôm nay thì cũng rất là giống như vậy, và cô ta còn thêm rất là nhiều những cái vụ kiện nữa, và cũng với những cái lời xuyên tạc đó thôi, cũng với những cái lời lẽ cô ấy gọi là cho rằng là cơ quan chức năng, đặc biệt là công an quận Gò Vấp đó, đã bao che tội phạm, bỏ lọt tội phạm và đã xử án oan sai cho cô ấy. Cô ấy nói cả tòa nhân dân quận Gò Vấp mà quý vị nghe rất là rõ đó. Thì đây là một trong những người mà đã từng được học lực nè. Cô ấy nói rằng là mình học đại học luật thành phố Hồ Chí Minh, học online nha, và rất là rành về luật và tham gia rất là nhiều những cái vụ án khác nhau rồi. Tôi là một công dân có thể nói là sống lương thiện, không có lừa đảo ai hết, mà chúng nó gọi là vu khống cho tôi. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng mãi cho đến ngày hôm nay thì vẫn còn rất nhiều người vẫn đang là nạn nhân của Đinh Thị Lan. Chúng ta có thể thấy vậy, bởi vì sao? Cô ta là một người gọi là có học nha, có học lực. Và cái mục đích học lực để làm gì của chúng chị? Là để biết luật và luồn lách luật, thuận tiện cho cái việc gọi là đi lừa đảo người khác, hết người này đến người khác. Rất là nhiều những cái cá nhân lên tiếng rồi, và nếu như là vu khống thì tại sao cô ta không đi kiện lại đi? Anh Thịnh nè, rồi cái một chủ cửa hàng rượu nè, rồi chủ cửa hàng xây dựng nè, vân vân. Rất là điều rất là nhặt nhỏ, người ta làm ăn lớn vài chục triệu đồng là không là bao nhiêu của chúng chị, người ta không dính vào những cái lùm xùm. Nhưng mà trong drama này người ta ghét cô Đinh Thị Lan này một cái, đó chính là ăn không nói có, chuyên đi lừa đảo nhưng lại là tỏ ra là nhân đạo, là đạo đức giả, rất là nổ quý vị. Chẳng có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng gì hết cả đâu, mà cô ấy cô lên rồi tự nhận là từng đi ăn sáng với ông Đúng Lội Dôi để mà ký kết chuyện liên quan đến hãng phim. Nãy cho đến ngày hôm nay thì cái sự việc này quý vị có thể thấy rằng là những cái người mà đã từng lên tiếng vạch trần cái bộ mặt cô Đinh Thị Lan chạ này thì rất rất nhiều, nhưng mà nạn nhân cũng rất rất nhiều. Cô ta hàng ngày vẫn đi tham gia những cái vụ kiện, kiện tụng, kiện cáo. Mà nếu như một người gọi là làm ăn lương thiện đó thì làm sao mà bị nhiều người kiện như vậy cô chú chị? Kiện rất là nhiều. Và hai những cái vụ án gần đây đó thì cô ta đã bị xử thua và bắt buộc phải đền bù
cho những người gọi là bị thiệt hại, là nạn nhân của cô ấy. Và ngay lập tức thì sao ạ? Khi cô ta lại lên mạng rêu rao cho rằng là cơ quan điều tra là công an quận Gò Vấp này có vấn đề. Kèm theo đó là gì? Đã tòa án nhân dân quận Gò Vấp là xử án quan sai và cô ta không đồng ý. Không biết rằng quý vị có đồng tình với cái quan điểm của Thanh Nguyễn hay không. Nếu như chúng ta không đồng ý thì chúng ta có quyền gọi là kháng cáo, là yêu cầu kiến nghị cấp cao hơn như thế này như thế kia, chứ không phải lên trên mạng xã hội rêu rao, thậm chí còn kêu gọi cộng đồng mạng trong và ngoài nước bảo vệ cô ấy nếu như cô ấy bị 311. Rõ ràng đây là một trong những cái hành vi thách thức dư luận, thách thức pháp luật, rõ ràng là như vậy. Chúng ta thừa biết là cô ta hàng ngày vẫn lên live hàng ngày với những các nhân vật như là Nam Quang Tiến Dũng. Nam Quang Tiến Dũng là ai? Là một trong những cái thành phần gọi là phản động từ phía bên nước ngoài, thưa quý vị. Cho nên cái động thái của cái cô này rất là giống với động thái của tỉnh Thất Bồng Lai. Quý vị có thể thấy là như vậy, là muốn cái thế lực bên phía nước ngoài can thiệp vào, gây áp lực cho phía đảng và nhà nước của chúng ta để mà có thể là lấy lại cái quyền gì là quyền dân chủ gì đó của họ mà họ tự xưng nha. Trên thực chất thì quý vị có thể thấy là tất cả những cái quyền này, những cái điều cực kỳ vô lý này, họ tự đặt ra và bịa ra mà thôi. Cho nên á, riêng cái cô Đinh Thị Lan với một cái video clip này thì Thanh Nguyễn đánh giá rằng đó đã có mặt tại cơ quan chức năng nha. Cái video clip này, riêng video clip này đó thì nó đã có mặt tại cơ quan chức năng, đặc biệt là công an quận Gò Vấp. Cho nên cô Đinh Lan đó sớm chuẩn bị tinh thần đi, sẽ được với ý muốn của cô thôi. Ý muốn của cô không biết là không chừng là dính vào những cái tội này để có cơ hội được bảo vệ, được bảo lãnh gì hay chăng. Nhưng mà riêng những cái video clip này thì đâu cô đã có những cái hành vi xúc phạm rất là nặng cơ quan hành pháp rồi, cho nên sẽ được gọi là các anh cán bộ chú ý thường xuyên cũng như là bảo vệ nha. Không cần phải cộng đồng mạng đâu, thì cơ quan chức năng sẽ bảo vệ cô ấy trong khoảng thời gian tới này. Đó là một trong những cái điều tất nhiên đó, tất yếu. Bởi vì những cái lời lẽ trong video clip này thật ra nó cũng còn khá là dài, nhưng mà nó cũng giống vậy thôi cô chú anh chị. Cho nên là Thanh Nguyễn không mở hết cho quý vị nghe. Chúng ta nghe chỉ nghe một khúc đầu thôi, với những cái lời lẽ rất là xúc phạm, rất là nặng nề và suốt khoảng thời gian dài rồi. Cho nên quý vị chúng ta cũng đã biết cái ngôn ngữ của cô Đinh Lan này như thế nào rồi. Đơn giản đó, ngoài mặt thì cô ta yếu điệu, cô ta dùng những cái lời gọi là kính thưa quý vị, Đinh Lan nói chuyện rất là nhẹ nhàng nha, rất là từ tốn, nhưng mà dùng những cái từ ngữ rất là khiến người ta cảm thấy rất là bức xúc cô chú anh chị. Đó là chính là những cái từ ngữ vu khống rất là rõ ràng và nặng nề. Cô ta không gọi là chửi bới, nhưng cô ta dùng những cái lẽ là vu khống, ăn không nói có và bịa đặt, là một trong những cái cách thức dấu hiệu của một trong những nhân vật lừa đảo rất là chuyên nghiệp, đó chính là Đinh Thị Lan. Và những cái video clip này, những cái lời nói này đã có mặt tại cơ quan chức năng, thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ xem khi nào thì cơ quan chức năng sẽ bảo vệ cái cô Đinh Thị Lan này nha, bảo vệ một cách miễn phí nha. Đó là một trong những cái thông tin mà buổi sáng ngày hôm nay Thanh Nguyễn xin được gửi đến cô chú anh chị một cái câu chuyện cũng khá là thú vị, khá là vui, liên quan cô Đinh Lan mà thôi, cũng không có gì mà gọi là rắc rối lắm. Xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong suốt khoảng thời gian qua đã luôn yêu thương, tin tưởng, ủng hộ kênh, đặc biệt hơn là những cái mặt hàng em đang bán trên nền tảng YouTube này. Đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, được lấy từ rừng Trà Mụ Minh nha. Quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại em đang ghi trên màn hình. Quý vị có thể gọi trực tiếp, nhắn tin qua Zalo, Viber để em có thể tư vấn cho cô chú anh chị cách sử dụng, bên cạnh đó là cách bảo quản mật ong như thế nào được tốt hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả quý vị một cái sản phẩm, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên. Như quý vị được biết thì mật ong nó có rất là nhiều những cái công dụng, như là làm đẹp cho đến là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe, nó phù hợp cho mọi độ tuổi, từ lớn đến bé, từ trẻ em thì từ 1 tuổi trở lên sử dụng rất là tốt. Thì nếu như quý vị khán giả nào cần thì hãy liên hệ inbox qua cái số Zalo của em ghim trên màn hình. Đây là mật ong rừng nguyên chất thiên nhiên 100%, bao xài bao thử, miễn phí ship toàn quốc. Mong rằng quý vị cô chú hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.